Hello chị các bác, hôm nay em có một gói hàng mới. Vâng, lại mua từ Shopee gửi bên Trung Quốc về. Thì đây lại là một chiếc máy chơi game. Và cái này em tìm ở trên Shopee xem có máy chơi game nào thú vị và rẻ rẻ mua ấy. Thì em thấy cái này thực sự rất thú vị luôn. Rất đặc biệt luôn đó các bác, nhìn cái hộp rất dày không? Hộp rất to nhá. Đó, thì chút nữa sẽ mở ra xem bên trong là như nào. Trước mắt thì xem qua ấy. Tên của nó là gì đã. Thì ở trên Shopee có tên của nó là GV300 Mini Retro TV Game Console. Đó. Thì cái này em mua tất cả là 483.000 nhé, 483.000 đây này. Đó, vận chuyển về Việt Nam bây giờ đã mua rất là nhanh, ngày đặt hàng ngày 10/8. Và ngày em nhận được hàng, cái gói hàng này vào ngày 15. Nhưng mà hôm nay thì em mới có thời gian để bóc hộp. Có nghĩa là chỉ 5 ngày sau khi đặt hàng thôi. Ngày 15 hôm qua là ngày, ngày 16. Chính xác hơn là ngày 16, chứ không phải ngày 15. Chứ là 6 ngày sau khi đặt hàng em đã nhận rồi. À, rất là nhanh, thì bây giờ ship ở Trung Quốc về còn nhanh hơn là các bác ship ở Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang bị giãn cách xã hội rất là đáng buồn. Mong rằng là dịch bệnh sớm qua để chúng ta có thể mua hàng ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sớm được. À, thì em không phải ở Thành phố Hồ Chí Minh và cũng không phải Hà Nội, thì em nhận được gói hàng sau 5 ngày em đặt hàng trên Shopee thôi. Đó, sau 6 ngày thì bây giờ em sẽ mở hộp nha. 480.000 một chiếc máy chơi game rất là dày đây. Đó, thì bây giờ cùng mở hộp ra xem bên trong có cái gì thú vị nha. Em thấy cái này rất là hay luôn, lần đầu tiên em nhìn thấy và em mua luôn. Không chê đâu được. Đó, bây giờ mở hộp nhá. Xé gói ra thì gói ở Trung Quốc nó cũng đơn giản thôi, vẫn là màu xám quen thuộc. Cứ thấy màu xám này đa phần ở Trung Quốc, ở Việt Nam là ít lắm. Cái hộp thì nó màu cắt tông như bình thường. Đó, hộp thì rất đơn giản thôi. Thì em mua cái này là màu vàng. Đây nhìn qua hình các bác biết luôn nhá. Nó là một chiếc máy chơi game có hai tay cầm và là cái hình TV cổ này. Rất đẹp, cái này dùng để trang trí là chủ yếu rồi, chứ cái này thì không mang, không tiện cho vác đi, và có hai tay cầm để chơi được hai người. Đó, thiết bị có tên là Family Pocket này. Cái logo không biết là phải hãng hay là gì không, nhưng mà giống mấy cái thiết bị máy chơi game Family Pocket mà em từng mua ấy. Đó, thì ở đây nó có thêm một cái dòng chữ là thích hợp cho trẻ em trên 15 tuổi. Dưới 15 tuổi học lớp 1, lớp 2, lớp 6 nó vẫn chơi ấm ấm nhỉ. Đó, thích hợp trên 15 tuổi, không hiểu sao ghi như vậy. Tên model là GV300. Đó, bên này ghi là box set hay là cho TV. À, cái này nó ghi là có thể là có đồng hồ và dùng tay game không dây. Dùng tay game không dây, đó, cụ thể là như vậy thôi. Rồi sau này nó ghi bên trong hộp có những cái gì, và nó quảng cáo và hướng dẫn sơ qua về cách sử dụng. Thì trong hộp nó gồm máy chơi game này, một sách hướng dụng này, một pin lithium có thể sạc lại được. Hai cục pin luôn, hai cục pin lithium có thể sạc lại được. Không phải lắp cho tay cầm, mà lắp cho thiết bị chơi game. Một dây AV, một dây sạc và hai tay cầm chơi game không dây. Đó, đơn giản cái hộp như vậy thôi. Mình thích cái màu sắc về cái tông in hình lên như này, đơn giản thôi, đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha, xem thiết bị cụ thể nó to như nào. Một cái hộp rất là dày, dùng để trang trí là chính thôi. Đây, đó, trên cùng này nha, đóng gói của nó là nó đóng gói rất là cẩn thận và đẹp luôn. Đó, trên cùng này là một cái hộp đựng tay cầm. Đây, một cái hộp đựng tay cầm này, mà cũng không biết là sản phẩm là chơi được game gì. Thấy tay cầm bằng cả nút RL luôn. Mở ra như nào đây? À, mở ra phải xé luôn. Mình thì mình không thích xé một tí nào cả, mình muốn để nguyên chứ, bởi vì nhìn rất là đẹp. Thôi ấn xuống nha, nó kéo hay ngay. À đây, một tay cầm có cả nút RL luôn như này. À, cái này sử dụng pin sạc luôn, sử dụng pin sạc luôn. Chắc là hai cái pin, là hai cái pin tặng theo là hai cái pin dùng cho tay cầm. Đây là pin dạng pin 2A và có thể sạc lại được. Sạc pin 2A sạc được, hoặc là có thể thay pin 2A khác. Đó, có thể sạc lại được nha. Đây, tay cầm thì trông rất là giống tay cầm của máy chơi game CK ngày xưa. Đó, nhưng mà không có cái thông tin gì cụ thể nhiều ở đây. Ở đây thì được in chìm rất là xịn. À, đây có chọn tay 1 và tay 2 này. Đây có thể chọn là tay 1, tay 2. Có thể có nút nguồn ở đâu. Đó, đây có thể chọn là tay 1, tay 2 nha. Đây là tay cầm tay 2. Đó, đây là tay cầm tay 2 này. Tương tự như vậy. Easy, cũng có RL này, ABXY này. Không biết là có liệu có chơi được game GBA hay một số game khác hay không, hay chỉ chơi được mỗi game này hay không. Thôi, đó, tí mình sẽ thử nha. Đó, cũng chọn tay cầm tay 1, tay 2. Easy với nhau. Đó, còn đây là cái thiết bị này. À, hình cái TV cổ rất là đẹp nha. TV dạng CRT ngày xưa ấy. À, hình cái TV cổ rất là đẹp này. À, bỏ vào bên. À, có thêm một cái bộ trang trí dạng anten nữa. Đó, lại cắm vào đây.
À, kiểu như ngày xưa bắt antenna lốc ấy, bây giờ thì không phải dùng cái này nữa rồi. Đó, phía dưới này là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, trên mặt trên cùng là bằng tiếng Trung, đúng cho sản phẩm luôn. Pocket Family Pocket này, GV300, cái này chắc là cùng hãng mấy kia máy rốc Pocket, là cái siêu Pocket hôm trước mình mua. Đó, bằng tiếng Trung, bên này bên trong là bằng tiếng Anh. Này, trong bằng tiếng Anh này, màn hình đây là giới thiệu thông sơ qua và các nút bấm này là các chức năng nhé. Màn hình 3.0 TFT tấm nền. Đó, bên cạnh thì nó chỉnh các kiểu thôi, tí xem cụ thể sản phẩm nó dễ. Ok, xem tiếp này. Bên trong này thì có cái cáp sạc micro USB, vẫn là micro USB thôi, chứ chưa phải là Type-C. Đó, các sạc rất là mềm, một dây AV vẫn là cổng 2.5. Đó, một dây AV vẫn là cổng 2.5 nhá. Đó, các sạc micro USB này. À, có thêm một cái giống như cái chọc sim và một bộ, tôi biết là một ốc phụ ở đây không biết để làm gì. À, cái chọc sim chắc để reset. À, một cái tôi viết nhỏ nhỏ này. À, dùng để vặn những cái này ra. Bây giờ mình thử vặn cái này ra xem bên trong là cái gì nhé. Bên trong này nó còn có cả cái ấy này. À, cái này là có thể chúng ta có thể lắp được pin 3 2A này, 4 của pin 2A và có thể chơi được ở đây. Đó, cái này lắp được 4 của pin 2A nhá, có thể sạc lại được. À, đây có thể lắp pin 2A này. Đó, là pin 2A này. Còn phía trên này chắc là pin lithium sạc này. À, đây có hai cục pin 2A dạng sạc lại được ở trong này. Thế tất cả tặng thêm 4 cục pin đấy. Đây, cả tất cả một thứ này 4 cục pin. Đó. À. Ok. À, lắp vào thì nó có một cái màn hình đồng hồ ở đây, hiển thị ngày 28/3/2022. Đó, không biết bạn này có tác dụng gì không nhỉ? Không có tác dụng gì cả. Cái này chúng ta phải setup đồng hồ này. Đó, thiết kế thì nó dạng giống như cái tivi màn hình lồi ngày xưa mà đúng chỉnh cái dạng tivi cổ ấy, tivi trắng đen ấy. Mà cái này không biết là chỉnh kiểu gì, toàn tiếng Trung đây. À, đây có tiếng Anh rồi. Đây là tiếng Anh tiếng Pháp này. Chỉ có tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp thôi. Không hiểu sao là vậy, không tiếng Việt nhỉ. Chủ yếu là Việt Nam muộn, không tiếng Việt. Đó, ở đây là chỉnh thời gian, chỉnh phone màu, phone chữ này. Mình thích màu xanh. À, chỉnh thời gian tắt màn hình này. 2 phút. Ok, em sẽ setting đi, xem có là gì không. Ồ, thế chơi game ở đâu? À, đây có cổng sạc, một cái nút dùng để reset cái là reset cứng này, một cái cổng để cắm dây AV. Đó, thế còn nút nguồn đâu, thế muốn chơi game thì như thế nào? À, đây. Đó, vặn ở phía này thì nó sẽ chỉ là đồng hồ thông thường thôi, dùng để trang trí, có thể để trên phòng ngủ chẳng hạn, rất là đẹp nhá. Đó, như này này. Đó, cái này bác nào mà mua về dùng để làm review quay phim thì để cái này bên cạnh trông rất là thú vị. Còn đây là cái nút này thì không có tác dụng, nút chuyển kênh này thì không có tác dụng, nhưng ở đây có nút on, nút off ở đây. Đó, và đây là on này. Đó, và bạn hết cái này rồi. Đó, chỉ bạn được on off như này thôi. Đó, thì sẽ có 108 game, thì trong đó chủ yếu là game net thôi. Như thế này thì không thể có được game nào bởi vì nó không thể nhớ. Đó, không biết là tay cầm như nào nhỉ, bật thử tay cầm như nào. Đây, tay cầm không có nút bật nhỉ. Không biết là copy này còn hay không, không thấy có nút bật này. À, đây rồi, có rồi. Ok. Tắt nó này, tắt nó này. À, quân ra này. Sao nó ghi được Rezone nhỉ? Đó, rồi chơi được hai người luôn nha. Còn nào. Đó. Và chơi là hai người luôn. Cái nào có cái màn hình to một tí, cái này thì ghi là 3 inch thì không, FPS thì không phải là 3 inch lắm, trông hơi bé, chứ đã đủ 3 inch đi. Đó, sao có nó chỉnh volume rồi nhỉ, đây nó ghi là volume mà không phải.
À đúng rồi, giữ nó này, bạn phải volume to lên này. À nó giống như cả những cái nút của cái đài đấy. Đó. Mà đây à. Đó, tay cầm này. Ở trong game khác 108 game. Rất là nhiều game phí rồi, game nét tôi thể dùng cái hai nút này để làm gì? Hình như là hai nút này giống nút Star và Select thôi, đúng không? À không ạ. Từ lúc đó là phải chơi game nét, là game game GBA, game Super Net thì ngon quá. Phải chơi được mỗi game nét này. Chủ yếu là mua về trang trí rồi các bạn. Chứ còn cái sản phẩm này mà chơi mua về chơi chủ yếu là chơi game thì không nên, bởi vì là nó không chơi được nhiều game. 480.000 gần 500.000 mà chỉ chơi được game net không thì không bỏ, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta mà mua về chúng ta có thể chơi được nhiều thể loại game khác nhau, ví dụ như là GBA hoặc là game Snet như những chiếc máy mà em đã từng mua trước. M3S ấy, giá hơn 300 mà chơi game đấy thì nếu mà mua chủ yếu để chơi game thì nên mua máy đấy. Còn nếu mà mua về để chỉ trang trí được thì hãy mua máy này. À, máy này để trang trí rất là đẹp. Đây, dạng TV cổ đây. Để ở đây, tắt đi nhá. À, để ở bàn, trong cái bàn phở phòng ngủ ấy thì nó là giống với cái, nó là cái đồng hồ và có thể báo thức được thì phải. Đó, ngày giờ như này, lúc nào nó cũng hiển thị. Mà pin thì sạc lại được. À, thì có thể là cảm thấy hợp lý, chứ còn nếu mà mua để chơi game thì không hợp lý lắm, chủ đề trang trí là chính thôi nha. Thì cái sản phẩm này mà bác nào có hứng thú thì có thể comment bên dưới, em sẽ gửi link cho bác mua, hoặc các bác tìm ở trên Shopee thì ghi là game TV thôi thì khả năng sẽ ra được. Mua về để trang trí thôi, chứ còn mua về để chơi game thì em khuyên thật là không nên. Đó, mua về chơi game chẳng thà mua mấy cái máy mà em đã từng review có thể chơi được những thể loại game khác thì nên mua, chứ còn chơi được nét không mua cái máy này hơn gần 500.000 hơi phí nha. Đó, thì hôm nay em chỉ review đơn giản thôi. Đó, cái này thì chắc là em giữ lại để trang trí. Còn nếu mà bác nào xem kênh và tương tác nhiều và quảng cáo cho em thì có thể là vui sẽ tặng. Đó, cảm ơn bác xem clip nha, chào và hẹn gặp lại.